Bồn Sư Thích Ca Mà đi Phật Thế đại chúng hôm nay là ngày 6 tháng 2 2022 Hôm nay chúng ta cũng đi vô thi ca thiền Và cái chủ đề về lại đầu nguồn Rất là quen thuộc với chúng ta Hôm nay chúng ta học đến bài thi kệ thứ ba Mình thấy trong cái văn bản thi ca thiền 19 đến 30 bài lại nghe cho nên thay vì học pháp tập yếu tụng tôi học thi ca thiền để cho nó giảm bớt số lượng bài trong cái văn bản của chúng ta vân thâu không khoát thiên như thủy nguyệt tại hằng nga tứ hải lưu tàm quỷ ngưu lan si ái tổ chữ này nếu các vị có văn bản và cái chữ tự thì các vị sửa là chữ tổ nha ẩu có khi người ta cũng đọc là chữ ẩu có hàm nghĩa là ông già lão ẩu từ này ai đọc kiếm hiệp thì biết lão ẩu là những ông già nhất tâm du tại thước kiều đầu thước kiều có nơi thì người ta dùng ô thước cầu ô thước đó ô thước cái cầu bắt ngang sông ngân hà bằng một đám quả để cho ngư lan chức nữ gặp nhau mình đọc lại vân thâu không khoát thiên như thủy chữ khoát khoát có nghĩa là rộng là mênh mông thiên như thủy Nguyệt tải hằng Nga tứ hải lưu, Tàm quỷ ngư lan si ái tẩu, Nhất tâm vô tài thước kiều đầu. Vân thâu là chi? Mây nó cuốn lại, nó tan đi. Không khoát nghĩa là không gian nó rộng mênh mông. Thiên như thủy là trời bây giờ trong veo, Sạch nhẵn như nước lọc từ bây giờ nó dùng như nước cất á, xong vào nguyệt tải hằng nga tưới hải lưu là ánh trăng chở cô hằng nga. đi chơi tới bốn biển ngũ hồ. tàm quý ngư lan si ái tổ tức là tội nghiệp thai mắc cỡ thai ông già ngư lan tức là chàng ngư lan nghe rất ư là là đam mê cũng có hàm nghĩa rằng là cái ái nghiệp rất nặng nề cứ nghĩ rằng là chị hằng nga vẫn còn bên kia trong ngăn và cứ ngắm nghĩa đàn họa do vậy cho nên câu thứ tư là nhất tâm du tại thước kiều đầu là vẫn cứ một lòng ngắm về cái cầu ô thước bắt ngang sông ngăn mà quên mất rằng là chị hằng nga đã du ngủ hồ mất rồi Tức là đã đi chơi rất xa rồi Hà Mỹ bài kể này nói cái gì? Thưa các vị trời trong mây tạnh Trăng chiếu vằn vằn trên giữa không trung Nếu chàng ngư lan Mà thông minh thì chàng chỉ cần ngắn mặt là gặp thằng Nga rồi Thế nhưng mà không đủ khôn ngoan Cho nên cứ nhìn về cái cầu ô thước Và dính mắt với cầu ô thước Nghĩ rằng là hàng Nga sẽ quá bước sang Nhưng mà thưa các vị không cần có chút thông minh thì chỉ cần dịch con mắt lại thì thấy rằng thằng Nga đang cười cợt với mình. Hàm nghĩa bài thơ này rất là lý thú. Thế rồi ta hỏi nhau thiền ý ở chỗ nào trong bài thơ này? Ý thiền bằng bạc. Nếu mình chưa học văn học thi ca thiền thì thấy bài kệ này có gì đâu. Chỉ là bài kệ nói đến chuyện thằng Nga thôi. Nhưng mà thưa các vị Đối với thiền sư thì cái cảm hứng của các vị đối với vầng trăng, đối với mặt trời, đối với không gian, đối với cỏ cây, hoa lá, đối với tiếng chim hót, đối với tiếng mèo kêu luôn nữa. Tất cả những điều ấy đó là những nhân duyên tác động, khơi động tâm thức để các ông quay về nhìn lại nhận ra cái năng lực đang biết mọi thứ đang xảy ra chứ không phải là cái chuyện hàng ngày trên trời không phải là cái chuyện không gian rộng không phải là cái chuyện tiếng kêu của lời quả hay là tiếng chuông chùa vân vân tất cả mọi nhân viên bên ngoài đều là một cơ hội các ông quay về để nhận ra nguồn tâm của các ông cho nên bài thi kể này thưa các vị đọc bằng tâm thái bình thường của nhân thế thì chúng ta thấy không có chi là thiền trong đây cả thế nhưng bằng một tâm thức ít nhiều có học phật pháp ít nhiều đi vô con đường thiền tập thì chúng ta nhận ra cái điều mà thiền sư muốn chỉ cho chúng ta đó là vần trăng luôn có mặt đang chiếu sáng ngày và đêm có điều anh quá vụng về anh quá si ái anh quá đam mê hay nói cách khác là anh quá vô minh cho nên anh không nhận ra là vần trăng đang chiếu sáng nơi trái tim anh hàm nghĩa của lý thiện nó nằm chỗ này đó có vị thiền sư nọ đang ở trong thất tọa thiền đây là câu chuyện thiền sư nhận nghe chuyện có thiệt thế đạn trở nó vô nó biến thưa các vị trời thì rất lạnh tuyết rơi đầy cả lối đi và nó mày mò đêm sương gió như vậy Nó tới thác tiền sư Và cửa của am thất Thì có lúc nào nó gài chặt Cho nó nó mở vô Và nó thấy ổng đang tỏ thiền Thì nó rất tự nhiên Tại vì thiền sư có bắt được mình Thì chẳng làm chi Lục tung hết Này tủ lớn, này tủ nhỏ, này giường Này nệm của ổ. Nó nghĩ rằng có để chút tiền Để cho nó lượm nghe Thế là lục Các nơi không có gì cả Cái phun nó miếng chán phải <laughs> Quá ra ông nghèo đến đổi là không có cái thứ gì để tôi lấy. Thì sư mỉm cười nói, ồ anh ơi, thú thật rằng là một thiền tăng đâu có dạy chi để dành của cải để cho những người đi đêm như anh đến lấy làm gì. Nhưng mà tội nghiệp thay. Trên ngôi đường xương gió anh đến đây, tuyết phủ đầy, anh đã chịu lạnh, chịu rét như thế này. Mà đến đây vô lý không có cái gì tặng anh ư. Ừ, thôi, được, tôi tặng anh cái mệnh tặng anh bộ đồ tôi đang mặc để ấm anh trộm tên trộm này có lẽ cũng nghèo cho nên rồi nó lấy cái bàn khoác vai của ông thiền sư nào, nó cũng lại và ông nói tôi tặng anh bộ đồ luôn bộ đồ này cũng ấm thế này tặng bộ đồ cho hắn hắn ở bộ đồ luôn và thiền sư còn lại anh chị còn lại phong phanh thì áo mỏng trời rất lạnh nhé Thế rạng trộm đi rồi Ngài mở cửa Cửa thất ra Ngài nhìn vầng trăng sáng hoàng bạc Trên bầu trời Ngài nói lẩm nhẩm Ôi tội nghiệp ngươi thay. Giá chi mà ta có thể tặng cho ngươi vầng trăng đêm nay Đâu có gì quý giá Trong cái mền hôi hám Và bộ đồ của chúng ta tồi tàn đâu Vầng trăng trên trời Nó vô cùng đẹp đẽ Mang đến hạnh phúc rất lớn Cho loài người Tại sao không đón nhận mà lại đi giữa đêm giữa hôm sương lạnh giá buốt thế này để lấy được một cái mền hôi hám và bộ đồ bẩn thỉu tội nghiệp thái câu chuyện này khá lý thú nghe thiền sư muốn nói gì hàm ý không không có hàm nghĩa rằng là tặng vầng trăng đến trời hàm ý đó là vầng trăng trong trái tim của tất cả chúng ta nghe nơi tim của chúng ta nơi lòng của chúng ta nơi tâm thức sáng chói nó là một loại vần trăng nó là một loại mặt trời nó có khả năng quan sáng được mọi buồn vui thế nào không phải mặt trời là gì nó có khả năng chiếu sáng đêm ngày thế nào không phải vần trắng là gì thưa các vị một trăm mặt trời có thể đốt cháy hành tinh này thành tro bụi nhưng mà một trăm mặt trời không thể rọi sáng tâm thức của các vị những buồn, những vui, những lâu phiền muộn không rọi sáng được, không làm tan biến được. Trong khi chỉ cần mặt trời tâm của các vị ló dạng, tức là chỉ cần năng lực nhận biết của các vị quan sát được đây là buồn, đây là vui thì tức khắc buồn vui liền bị đốt cháy. Quan sát được ưu tư phiền muộn bất an thì ưu tư phiền muộn bất an liền bốc hơi bay, thế cho nên trong ta có mặt trăng trong ta có mặt trời trong ta có tuệ giác chiếu sáng ngày đêm do vậy cho nên thiền sư ví von rằng là ước chi tôi có thể tặng anh vần trăng có nghĩa là vậy nghe trăng thì ai chẳng có thế nhưng mà xài được hay không còn là việc nghe chúng ta đều giống nhau chúng ta đều có năng lực quan sát được buồn vui mà ta không chịu xài đó thôi do vậy cho nên thưa các vị Đọc bài thơ thì thấy rất bình thường Nhưng nhiều hàm ý của thiền được gài vô đây Nhiều hàm ý thiền ẩn chứa trong đây Tuy nhiên bằng cái lối thi ca này Ta đọc thì thấy đâu có gì hết Nhưng mà kỳ thực rất hay Vân thâu không khoát thiên như thủy Nguyệt tại hằng Nga tứ hải lưu Tàm quỷ ngư lan si ái tẩu Nhất tâm du tại trái cô đầu, hay là du tại thước kiều đầu. Mây đã cuộn rồi, đã tan mất rồi. Trời mênh mông rồi, và trong vần vạch, trong veo như nước mùa thu. Và ánh trăng đã chở cô nàng hàng Nga dạo chơi trên bốn biển năm hồ. Thế nhưng tội nghiệp tha cái anh già Như Lan kia Thưa các vị Rất mê mờ Rất vô minh Cứ một bề cắm mắt Ngó những cái con quả đen thôi Rất là tội nghiệp nha Chúng ta cũng vậy Không chịu ngó phần răng Cứ ngó Cái chi Ngó cái hình hài hữu mục này Cuộc sống vô thường này Đam mê những cái bên ngoài ta và thậm chí tội nghiệp nữa là luôn khoác chiếc áo tồi tàn hôi hám rách rưới của buồn của vui của hằng của giận luôn tích cóp những cái nghĩ suy lo âu phiền muộn đó làm của gia bảo mà quên mất một điều rằng là những thứ ấy không phải là vần trăng không phải là chị hằng không phải là hằng nga đẹp đẽ kia những thứ ấy chỉ là những con quả đang kết lại thôi nghe đây là cái điều rất là lý thú á Thế là mình xóa bài này chế bản dịch tặng cho các vị cái niềm thoại hồi hướng xong. Chắc tại chúng có bản dịch rồi, phải không? Các vị ai chưa có bản dịch của bài thơ này? Coi thử coi. Tôi nghĩ chắc là các em đã gửi bản dịch cho các vị rồi. Phải không? Mây tan trời rộng mênh mông nước Trăng chở hàng Nga dạo ngũ hồ Ở đây thì tứ hải nhưng mà dịch lại là ngũ hồ nghe Trăng chở hàng Nga dạo ngũ hồ Tội nghiệp chàng ngưu si ái quá Một lòng yêu mến chiếc cầu ô Chiếc cầu ô thước là chiếc cầu quả đen đó Các vị thuộc văn học, biết văn học Trung Hoa thì điều này dễ hiểu mình đọc lại mây tan trời rộng bên mông nước Trăng trở hàng nga dạo ngũ hồ tội nghiệp chàng ngưu si ái quá ở đây thì ngưu tẩu nghĩa là ông già ngưu lan nghe ông già ngưu lan nhưng mà người ta quen gọi chàng ngưu một lòng yêu mến chiếc cầu ô quá khờ khạo quá vô minh <laughs> trăng thì sáng vằn vặt, và không chịu nhìn trăng lại ôm cái bộ quần áo cũ, và thấy lấy chiếc ngoài hôi háo thiền sư làm gì, đấy là điều rất là tội nghiệp cho chúng ta nghe. kể ra với ông thiền sư, ông có nhiều cái câu xỉa xóa chúng ta quá đáng, đúng ra đừng nên học làm chi, tại vì học cảm thấy tuổi thân. <laughs> và không cần chép chép mất công lao bản nữa tham bực nữa dân hà tiện mà viết tham bực lắm thế là cái việc chúng ta đi vô bàn với nhau nhiều chuyện cho vui thôi điều thứ nhất sẽ bàn đó là mây tan trời rộng có ba nét nữa đây Thứ nhất là chỉ cần ngẩn mặt là thấy trời xanh Thứ hai Dường như một đời Thế các vị hai câu này Nó là một vế đối rất là lý thú Người ta bảo rằng chỉ cần ngẩn mặt là thấy trời xanh Thế nhưng mà ta ngẩn mặt bao lần Ta không thấy trời xanh đâu nghe Thấy mây thôi Tội nghiệp đời ta là như vậy Nếu chúng ta chỉ cúi đầu Nhìn xuống để kiếm bạc cắt Thì cả đời chúng ta chỉ nhìn, nhìn xuống đất Kiếm bạc cắt thôi Thế rồi một hôm tình cờ nào đó Nhìn lên trên để kiếm trời Thế nhưng mà nhìn là lại thấy mây Thấy chim bay Cái quảng không thưa các vị Ít khi nào chúng ta chú ý điều này nó hàm nghĩa một điều, nó hàm nghĩa rất tự nhiên là thường thường chúng ta ngao ngán thế trần chán cái chuyện buồn vui hận giận thế rồi chúng ta đi vào con đường tu tập lấy quay nếu có những phút giây tỏ thiền thì chúng ta chúng ta cũng thấy là lòng chúng ta sao nó tràn ngập những lo âu những phiền muộn và chúng ta cũng thấy những dòng suy nghĩ ngược xuôi thôi trong khi cái quảng lặng của tâm thì chúng ta là không thấy. Anh không phải là những dòng chữ, anh không phải là những tiếng ồn, anh là quảng lặng của tâm nghe. Ví dụ, tôi đang nói, tiếng Việt thì nó từng tiếng đơn âm nó rời, rồi tiếng này nó nối tiếng kia để trở thành câu chữ. Cái quảng trống giữa tiếng này với tiếng kia nó là một quảng lặng thiên thu. Tiếng nói thì nó còn nói và dừng nhưng quảng lặng thì nó thiên thu như vậy, trước sau như vậy, nghìn năm như vậy, triệu năm như vậy. Nó là quảng trống, nhưng mà nếu không có quảng trống ấy, không làm thành câu chữ, không làm thành ý niệm, không làm thành cái dòng tư duy của các vị, để các vị có thể tồn tại, để các vị có thể sống còn, để các vị... Lăng lộn nó qua cõi sáu đường nghe thế thì ngay nơi một câu nói của chúng ta cho chúng ta nghiệm ra cái sinh diệt này các không sinh diệt rồi cái gì là sinh diệt từng tiếng nói của tôi là sinh diệt nhưng mà cái quãng lặng trong khi tôi không nói thì nó không sinh diệt đây là điều dễ hiểu để chúng ta đi vào cái chiều sâu của tâm thức chúng ta thế rồi nghĩ suy hoặc buồn vui thì nó từng chập từng chập nó xin nó diệt nhưng mà cái lúc không nghĩ suy không buồn vui ấy quảng trống nó quảng lặng nó giống như là quảng lặng giữa tiếng này và tiếng kia đó thì nó luôn cố hữu như vậy bất sinh như vậy hiện diện như vậy có điều sự khác biệt ở đây là thế này quảng lặng của không gian thì vô tri nhưng mà quản lặng với tâm thức thì hữu tri nghe có năng lực tâm giác ngộ nó có mặt cho nên nó mới biết đây là lúc có tiếng lúc này không tiếng phải không ví dụ như người ta tu niệm phật người ta niệm nam mô a di đà phật một câu thế họ dừng lại họ niệm nam mô a di đà phật một câu thì họ dừng lại họ niệm nam mô a di đà phật một câu đây là chỗ có tiếng niệm đây là cái có tiếng niệm đây là có tiếng niệm quản này không có tiếng niệm nhưng mà có anh không có anh vẫn sống vẫn thở vẫn bình thường nếu không có mặt năng lực tâm đang quan sát thì làm sao biết rằng cái quản này không có tiếng niệm phật do vậy thưa các vị nhìn thấy mây có nghĩa là ta thấy cái suy nghĩ này thấy tiếng niệm phật này thấy những buồn vui này nhưng mà ta không thấy trời lại ta không thấy cái quẩn lặng này nghe cho nên ngẩn mặt nhìn thì liền có trời xanh mà ta là không chịu nhìn ta cứ nhìn thấy mây thôi dừng lại ngay bây giờ ngay nơi đây Khéo thể nghiệm thì ta thấy rằng là cái trạng thái tâm đang quan sát không có tiếng nói thì thầm không có buồn vui lặng lẽ như tờ trong veo như nước cất đang có mặt hiện tiền đấy chứ thế mà ta lại không nhìn ra đây là cái tội nghiệp của ta nha cho nên thưa các vị chỉ cần ngẩn mặt thì thấy trời xanh và dường như chúng ta chưa bao giờ thấy trời xanh ta chỉ thấy mây thôi đây là cái lỗi lầm mà ta. ta không thể nhận ra được rằng là quảng rộng quảng lặng quảng trống quảng vô sinh nơi tâm thức của ta nó đang hiện hữu do vậy cho nên ta không bao giờ có thể đi đạt đến cái chỗ là bay tan để cho trời rộng được ta cứ kéo mây về ta cứ bủa mây đen có hàm nghĩa rằng là ta cứ chuốt phiền não khổ đau ưu tư phiền bộ ta cứ thấy lòng ta trống trải quá cho nên ta phải cần nghĩ suy cần ưu tư cần làm cái việc chi để lấp đầy tâm thức đang trống trải đây không chịu đựng nổi sự trống trải của tâm ta chỉ chịu đựng được là trạng thái tâm nó phải có cái gì để làm việc nghe Tối thiểu thì phải có cái buồn, cái vui cho tôi nắm. Tối thiểu thì phải có một cái dòng ý thức tôi tư duy. Còn cái trạng thái trống rỗng, lặng lẽ, hiện tiền, vô niệm mà sáng chói, hỷ lạc, ta không chấp nhận. Tại vì nó trong veo, nó không có cái gì suy nghĩ cả, không gì nắm bắt cả. Và trong khi đó cái đích thực là anh. Còn những cái nghĩ suy, lo âu, phiền muộn, bất an, sầu tuổi cái đó đâu hề là anh bao giờ nó chỉ là mây đen thôi nghe còn anh đích thực là bầu trời rộng do vậy cho nên thưa các vị chưa nghiệm ra được quản lặng trong tâm thức của ta quản trống trong tâm thức của ta tự thể tâm không sinh bất diệt thì các vị không thể làm được việc đó là thể nghiệm được vùng trời mênh mông khi mây đã tan mất các vị chỉ có một việc rất sợ bầu trời xanh. Đây là ý niệm đầu tiên để cho chúng ta có thể nhận diện về cái con đường đạo lý rất gần và cũng rất xa nghe. Mình nói dễ hiểu chứ ha? Thì bài đủ để cho các vị nắm vấn đề này. Thế là điều thứ ba liên hệ với điều này. Do vì ta không có khả năng ngẩng mặt nhìn trời. Không khả năng nhìn ra được Quảng lặng của tâm Trời rộng mênh mông Ta chỉ nhìn thấy mây Cho nên từ mê lầm này đến mê lầm khác làm Thế nào là từ mê lầm này đến mê lầm khác Từ mê lầm nhân gian ấy. Thứ nhất là mê lầm ở nhân gian Thứ hai là Mê lầm Trong tu tập mình mới làm ở đời Trắng mứa rồi Nhưng mà chưa tưởng <laughs> Đi vô đạo lại chìm trong một nỗi mê làm chồng chất nữa Mới tội nghiệp cho ta Thưa các vị Cái điều rất là cản đó là nhân gian người ta Nhân gian Nó chìm đắm trong cảm xúc nghe điều này tự nhiên thôi các vị chỉ cần đọc những dòng thơ nhân thế nói về trăng thôi các vị thấy là chưa có nhà thơ nào nhìn trăng nhìn trời nhìn mùa xuân nhìn mùa hạ nhìn mùa thu mà không có những cảm xúc làm cho tâm họ chìm đắm trong những nỗi niềm cả trăng sáng sân vờn đối bóng cao ngồi đây mà gợi nhớ phương nào thôi ai theo quang dũng <laughs> trăng sáng năm năm mùa lại mùa ngồi đây rồi lại nhớ thu xưa người đi người đi đi đường quạnh quạnh năm tháng thương vai kẻ đợi chờ ngồi đây năm năm miền lý hương quê người đối góp mọi tha phương có những chiều trăng tròn đỉnh núi nhà ai trài gạo giả đêm xưa nó là vậy đó. Đâu có khả năng thưởng lãm được giây phút trăng sáng trải ánh vàng rực rỡ trên những cánh rừng, trên con ngọn đồi, trên thôn làng, trên những ngọn cây. Không có thể dừng tâm lại ngay bây giờ để thưởng lãm mặt trăng. Đó là cái điều gần gũi nhất. Chưa nói gì cái chuyện xa vời đó là thấy ngộ được tâm, thấy vần trăng là ở bên trong tâm thức ta nghe. Chỉ cần đơn giản là thưởng thức được những đêm trăng, dường như là ta không có khả năng rồi. Trăng sáng năm năm như vậy mà cứ mùa lại mùa, hạ này vơi lại nhớ thu xưa, người đi người đi đường quạnh quạnh, năm tháng thương vai kể đợi chờ, tức là năm năm đi ngang qua cuộc đời. Thưa các vị, mỗi lần trăng sáng thì mỗi lần lòng quay quắt buồn, nhớ con đường mùa thu năm xưa, nhiều chàng trai theo tiếng gọi nước non ra đi không về lại và tội nghiệp thai cho những người ở quê hương thăng long đợi chờ người con trai đi về nhưng mà đâu biết rằng chàng đã bỏ thay ngoài chiến trường dọc đường biên giới áo bào thai chiếu anh về đất sông mãi gầm lên khúc đồng hành các vị đọc thơ hoàng dũng thì nhiều đoạn lắm nhưng mà hầu như Bài thơ xuân, bài thơ trăng, bài thơ hè, bài thơ nào Thưa các vị cũng đầy cái hát hiu buồn, đầy cái nỗi niềm gợi nhớ, hoài ức, hoài, hoài niệm, tưởng tượng, vân vân thưa các vị. Chưa hề có nhà thơ nào không chìm ngập trong cảm xúc nghe. Rồi chúng ta đọc thơ cũng chìm ngập trong cảm xúc vậy. Và thưa các vị, đọc thơ thì nghe quý vị hay gì cả. Dù tôi có cố tình đọc diễn cảm Nhưng mà các vị không thể thấy hay được đâu Thế nhưng mà đọc thơ nhân thế Những nỗi niềm sầu thảm bất an Thì ôi sao mà nó hay vậy Mình để ý rằng Điều này cũng là kinh nghiệm nha Trong một lớp học Đại chúng đang gật gừ Đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ Chỉ cần đọc một đoạn thơ Nhân gian thôi Thưa các vị là cả lớp sáng mắt lên hết Rồi mình nói tại sao vậy có khi thơ nó đâu hay gì đâu Giọng đọc thơ nhân thế Mình có đâu có diễn cảm gì đâu Thế nhưng mà tại vì tâm thức của ta Nó tương ứng với những điều Chìm đắm trong cảm xúc này của các thi sĩ Cho nên dễ dàng Nó tác động vào thân tâm ta nghe Đưa người tôi không đưa sang sau Mà sao nghe sống ở trong lòng Nắng chiều không thấm không vàng vọt Sao đầy vàng hôn nó mắt trong Ôi sao mà nó hay vậy và thưa các vị, thơ này là do vì cảm xúc trong ta nó cũng dân trào, nó cũng lâm vô tình trạng là chìm đắm mình trong dòng cảm xúc cho nên nó tương ương với tâm thức của thị sĩ. Thế thôi. Điều này không ai chối từ được cả. Và đừng nghĩ rằng là trong thế giới phàm thường nhân gian họ chìm trong cảm xúc nghe. Thơ của những vị thiền sư đôi khi nó cũng như vậy. Mình trích ra một thiền sư nổi lạc của Nhật Bản là Ba Tiêu nhớ yeah, Ba Tiêu bây giờ trích dẫn thơ thẩn cho nó vui ngày đầu xuân mà học Phật pháp thì hơi ngán cho nên đây kiếm chuyện vớ vẩn nha à. đành rằng ông có những bài thơ rất là thiền vị thế nhưng mà có những bài thơ nó cũ nặng nỗi niềm chứ đâu phải là thơ thiền vị Thế nhưng những bài thơ nặng nỗi niềm thì ta đọc vô ta nghe đầy xúc cảm dường như dễ thuộc nữa. Còn cái thơ đạo lý thì dường như nó đi ngang qua như gió qua ta cái vụ mất biến mà vô. Khó thuộc lắm nghe. Một bài thơ mà ba tiểu viết. Ngày đầu xuân sao mà tôi nhớ chiều thu cô đơn. Đọc vô cái mình nghe cảm xúc liền. Có thể chắc lưỡi càng hay liền. Thế nhưng mà, nếu cũng là mùa xuân, cũng là thơ xuân, nhưng mà bài thơ khác ông làm đọc đọc vô mình đâu nghe gì đâu hay. Ví dụ như có một bài người ta dịch thế này. Ngày mùa xuân. Ồ, oh, mai quá. Một quảng trời xanh. Thế các vị mình không biết tiếng Nhật đâu nghe và thơ Sô -so thì không có dịch tiếng tàu cái bài này họ dịch ra bằng tiếng Anh và mình cũng không phải giỏi tiếng Anh đâu <laughs> mình thấy người dịch và dịch nó không có biểu hiện được biểu hiện được cái chất thơ của Hàn Cú thơ Hàn Cú thì nó ngắn nó xúc tích do vậy cho nên mình tra từ điển mình dịch thử ngày mùa xuân may quá ồ oh, may quá một quãng trời xanh rất hài cũ <laughs> thế này, các vị đọc bài này, các vị đọc bài này, các vị thấy dường như bài này đã cho chúng ta ít nhiều cảm xúc. bài này, đâu có cảm xúc gì đâu? ngày mùa xuân, ồ, oh, mai quá, quán trời xanh. thế nhưng, bỏ lên cân để cân thì bài này nó có thiền vị, bài này thì nó lại không có thiền vị gì cả. đơn thuần chỉ là giọng ngày đầu xuân, thấy khách vui xuân người đi trên đường đến mà đi và họ sẽ biến mất vào một chiều xuân cho nên chợt nhớ rằng có một chiều thu nào đó cũng có một nhóm người đến mà đi như vậy bây giờ họ đã mất vào hữu vô thế thôi trên con đường này một chiều thu ấy đi về không ai cũng là thơ cứu qua sau nữa thế nhưng mà thưa các vị nó còn cho ta một chút gì để bám một chút cảm xúc gì để nó làm hồn ta lân lân nghe thế nhưng mà những bài thơ đầy đạo lý thì dường như nó không có cái gì làm cho ta lân lân cả do vậy cho nên thưa các vị cái mê làm nhân gian là chìm đắm trong cảm xúc thế thì chúng ta đi tu coi chừng lây quay chúng ta cũng chìm đắm trong cảm xúc nghe cái gần nhất mà mình dùng cái này để ví dụ cho các vị nhận ra Rõ thâm thẩm trong tâm thức ta đó là chi mình đọc thi ca mình cảm thấy dường như là nó có nhiều cảm xúc mà nghe pháp thì dường như cảm xúc nó không có nhiều đâu đọc thi ca đấm lụy trần gian thì nó còn cho ta những cái bồi hồi bổi hổi. đọc thi ca thiền ví dụ như bài thi kệ của thiền sư mãn giác xuân khứ bách qua lạc xuân đáo bách qua khai sự trục nhãn tiền quá lão tầm đầu tưởng lai mạc vị xuân tàn qua lạc tận đình tiền tận giả nhất chi mai nghe đâu có gì đâu hay xuân đi trăm qua rụng xuân đến trăm qua cười trước mắt việc đi mãi trên đầu già đến rồi đừng bỏ xuân tàn qua rụng hết đêm qua xuân trước một cành mai đành rằng học khi kể thiền rồi thì bài thơ này ta thưởng thức được ít nhiều cái hương vị thiền thế nhà mà thưa các vị đối với những dòng thơ của thời tiền chiến như thơ của Quang Dũng dường như là nó kém đi cái chất liệu cảm xúc rất nhiều nghe ví dụ như các vị đọc một bài của Quang Dũng bài tình cờ thôi không biết phải đúng cái tên nào mình đọc cho các vị nghe các vị trai nghe chưa gặp sao đành thương nhớ nhau đòi phen số phận cũng cơ cầu người đi mang nửa hồn đơn lẻ ta về hoài niệm một đôi câu hay không hay nghe là chìm đắm liền nghe là lân lân liền chưa gặp mà đã thương nhau rồi đòi phen nó bao nhiêu lần rồi số phận cơ cầu số phận nó cũng mỉa mai ta nó chơi khâm ta cho nên mình đến thì nàng đi và mình đi rồi thì nàng lại đến cho nên bao nhiêu phen rồi không gặp Rồi cuối cùng làm chi? Cuối cùng rồi thì mang mảnh hồn đơn lẻ. Người đi về cũng mang mảnh hồn đơn lẻ. Ta đến đây cũng mảnh hồn đơn lẻ. Người đi mang mảnh hồn đơn lẻ. ta về vài điểm một đôi câu thế rồi nghe lại người bạn bảo rằng là cô gái ấy là người xứ thanh xứ hà nội gì đó tức là cô gái ở hà thành ngày xưa ta dùng cái từ chỉ cho những cô gái hà nội là cô gái hà thành nhé sang trọng quý phái di cư về miền thanh hóa nghệ an và dạy học và chỉ, chỉ nàng này rất có lòng cho nên mở một lớp dạy cho các em nghèo đói tản cư về vùng đó học chữ cho nên ông lại làm tiếp là khói thuốc chiều sông hở dáng người phương nào nơi ấy ngó xa xôi nào ai biết được niềm u quẩn đã lắng nhiều trong những mảnh đời toàn là chuyện tưởng tượng đã gặp đâu đã gặp đâu mà chỉ biết rằng là đó là một tâm hồn đẹp một con người đẹp một tên tuổi đẹp một dáng sắc đẹp đã từ hà thành về đây mở một lớp dạy học và mỗi chiều thì cô nàng lại rời lớp học này rời cái gia đình của người bạn này về ở cái vùng xa xa trong chăn núi á thế rồi chàng ta đến là không gặp tức là quang dũng đến không gặp cho nên bắt ghế là bờ sông ngồi và những câu thơ thưa các vị nó tràn này chất liệu này đây chìm đắm trong cảm xúc đây mình đọc mình nghe đã hay rồi nghe dường như là mình cũng có cùng một đồng cảm với nhà thơ thế rồi đoạn cuối Cần gần cuối ông biết cũng khá là dễ thương yeah. chiều ấy em về thương nhớ ai Ta thấy đường đi đã rất dài, tim tím chiều hôm lên bóng núi, đường chiều mờ nhạt cánh qua phai. Biết người ta có nhớ mình không? Nhưng mà mình nhớ người ta. Chiều ấy em về thương nhớ ai? Có lẽ là ta nhớ người, chứ người nhớ ta thì có thể chút chút. Ta thấy đường đi đã rất dài, con đường đi về tới cái nơi nàng tạm cư đã rất dài, tim tím chiều hôm lên bóng núi, đường chiều mờ nhạt cánh qua phai và những câu cuối quang dũng hay làm cái loại thi ca những bài thơ quang dũng thưa đó các vị nó có nét đặc thù là trong 8 câu bốn chữ hoặc bảy chữ bốn câu gì đó lâu lâu nó sang những một đoạn giống như là đôi mắt người sơn tay cũng vậy đoạn ngắn sáu chữ bốn câu tám câu sau cái chiều ấy em về thương nhớ ai thì ông có một đoạn kết đó là thế này một chiếc linh hồn nhỏ đi về chân núi xanh, màu tím chiều trầm chậm, chậm hoàng hấu nghe một mình. Hay nhất, hai câu thôi nghe. Một chiếc linh hồn nhỏ đi về chân núi xanh. Và tâm thức nhà thơ thưa các vị, đó là một loại tâm thức nhập nhằng giữa chìm đắm trong cảm xúc. Và một cái nỗi cảm nghiệm về vô thường cảm nghiệm về đời sống mong manh đời sống chống vánh do vậy cho nên trong ta nếu nhìn ở mức độ cạn thì do vì ta cũng có cùng một cảm xúc như nhà thơ cho nên đọc nghe rất hay thế nhưng mà sâu xa bên trong đó là những cảm xúc ấy nó có một cái phần triết lý của đạo phật đi vô tức là một phần cảm nghiệm về đời sống mong manh đời sống vô thường do vậy cho nên chìm đắm trong cảm xúc này nhìn ở mặt cạn đó là một loại nó nhận chìm đời sống ta nhưng thăm sâu phía dưới thưa các vị những bài thơ hay những bài nhạc đánh đánh động được lòng người nó đều có một cái hàm ý là người thi sĩ ấy người nhạc sĩ ấy gửi gắm được cái xúc cảm về vô thường mong manh cái đời người nghe do vậy cho nên đầu tiên thì mình nói rằng là nhà thơ trong thế giới nhà thiền đành rằng cũng có những bài thơ nặng mùi cảm xúc như bài thơ này của thiền sư ba, ba tiêu thế nhưng mà nó vẫn được gọi là thơ thiền để do vì trong đây gửi gắm một cái chiều sâu của cảm nghiệm về vô thường từ nền đảng cảm nghiệm vô thường rồi ta mới có khả năng đi vào cái chiều hướng của công vô tu tập thế cho nên thưa các vị mê lầm nhân gian là chìm đắm trong cảm xúc nhưng mà nếu người nhân gian của chúng ta tức là những con người bình thường của chúng ta thường làm đời sống quan sát đời sống trải nghiệm đời sống nhận ra được nói theo tỉnh công sơn là nhận ra được cái đó qua vô thường ngay nơi những cái sự vật hữu hạn này ngay nơi hình hài này ngay nơi tình thương yêu này ngay nơi vật chất phù du này thì chúng ta mới bắt đầu đi vào con đường vào công phu tu tập còn không thì ta sẽ ta sẽ làm một việc tự nhiên đó là từ mê lầm này đến mê lầm khác đây là vấn đề thứ nhất mình nói về mê lầm nhân gian nghe biết các vị nghe rõ không đây <laughs> nhìn thấy coi là học trò mình chiều nay có trốn không kiếm ra chuyện nói quanh co cho vui mà cái bài thơ thầy đang dẫn nó gì như một phút tình cờ nghe chưa gặp sau đành thương nhớ nhau đó đòi phen số phận cũng cơ cầu người đi mang đứa hồn đơn lẻ ta về hoài niệm một đôi câu mình không thuộc hết đâu nghe có khi mình thuộc mình chút chút rồi mình làm bộ mình nói trăng nói củi có khi thơ người ta thế này mình đọc ra thế khác xin lỗi nhưng nhà thơ đâu có học thuộc lòng làm chi cái nào nhớ thì đọc thôi mình thưa đại chúng là mình cũng liều lắm nghe <laughs> tiếng anh thì một chữ vẽ đôi nói còn không xong thế nhưng mà dịch thơ tiếng anh của ba đó <laughs> vui vậy chứ mình không có không có muốn gọi là đi lan man nhiều cho nên không có chép cái bài thơ tiếng Anh trong cái văn bản nguyên văn tiếng Anh người ta dịch cho các vị để các vị dịch lại mình nghĩ dịch thế này tạm có chữ để chúng ta đối chiếu thôi nghe thế là cái việc thứ hai Mình thưa với nhau để cho các vị nhận diện về vấn đề này xóa bớt này đi và nên nhớ Ông lại nơi đây một điều là thường thường đời sống chúng ta Nặng cảm xúc Do vậy cho nên chúng ta chìm đắm trong cảm xúc Là chuyện bình thường nha Thi ca nhạc quả Thưa các vị Nó có sự tinh tế vô cùng Cho nên nó dễ nhận chìm ta trong cảm xúc lắm Tại sao vậy Thưa đại chúng Những Câu chữ thấy thì bình thường Thế nhưng mà nó được những nhà thơ Những nhà văn Hay là những nhà soạn nhạc Thổi hồn vào Cái từ mình dùng thổi hồn Có nghĩa là đem tất cả cảm xúc của họ Dân tràn đó Đầy xúc động đó Họ rải trên những câu chữ đó Họ làm cho những cái chữ kia nó có hồn Nó sống động cho nên nó có khả năng tác động Vào tâm thức của người đọc, người nghe nghe Tuy nhiên nếu những dòng nhạc ấy mà được những người nghệ sĩ chân chính hát bằng tất cả trái tim của họ thì nó làm cho nước mắt ta linh trồng là chuyện bình thường nhé những câu chuyện phim nành nàng kịch bản người ta viết rất hay thế nhưng mà tài tử không ra làm sao cả thế thì chắc chắn rằng là nó đóng hài thì nó còn xuống nó chọc lát thì khán giả mới cười được còn không thì không ai cười nó diễn ra bi nó khóc hết nước mắt mà ta không khóc được thế nhưng mà nếu tài tử thiệt nó nhập hồn tức là nó nhập vai thì thưa các vị cỡ như kỳ nữ kim cương của việt nam đó, cái từ này ngày mùa giáng nhà ta hay dùng nhưng mà mình có thấy cô kỳ nữ gì đâu thì thưa các vị chỉ khóc làm ta khóc chỉ cười làm ta cười đó do vậy thưa các vị cái mê làm nhân gian này nó là một loại con đường trải nghiệm mà tất cả người nhân thế muốn tiến bộ trên đời sống tâm linh phải đi ngang à. đó là mình nói về cái mặt tiêu cực của mê lầm đấm lụy trong tình cảm thế này cũng một loại được gọi là mê lầm nhân gian nhưng mà nó lại được thăng qua ở chiều cao nghe là chế có những loại xúc cảm nó làm thăng qua tâm thức ở trên là xúc cảm nó làm chìm đắm Thế nào là xúc cảm làm thăng hoa tâm thức? Xúc cảm trước cái đẹp. Xúc cảm trước hoàng hôn, xúc cảm trước tình thầy trò, xúc cảm trước tấm lòng của những bà mẹ, xúc cảm những gương lành của, của các bậc thầy, vân vân thưa các vị. Những xúc cảm thăng hoa đó, nó làm cho ta tăng trưởng về đạo đức, mở rộng lòng thương yêu. Và nó làm cho ta lòng càng ngày càng bên bao nghe, nó làm cho tâm thức ta càng ngày càng vương đến chiều cao của chân thiện mỹ. Thì chúng ta đánh giá rằng là những mê lầm nhân gian nó có một phần rất là tiêu cực. Đó là nó nhận đời sống ta vào chìm đắm. Nhắc dẫn tâm thức ta vào cái ác. Thế nhưng mà này cũng những loại xúc cảm nhân gian nhưng mà nó lại làm thăng qua đời sống ta. Nó dắt dẫn tình cảm ta, nó làm cho lòng ta càng ngày càng yêu thương rộng, nó mở rộng cái chân trời học hỏi hiểu biết thì những xúc cảm này thưa các vị nó cũng là loại xúc cảm nhưng nó rất tích cực đây là mình nói về trong cái mê lầm nhân gian nó có những phần chúng ta chấp nhận được và chúng ta có quyền nuôi dưỡng nó và khi các vị nhận ra điều này thì trong cái phần xúc cảm để thăng qua nó có một phần trí tuệ nơi đây nghe nó có cái nội hàm trí tuệ Dường như cái điều này dẫn nhau đi mênh mông quá cho nên mình chỉ gợi ý thôi nghe. Xúc cảm nào làm tâm thức thăng hoa? Xúc cảm nào hướng tâm thức ta đến cái thiện? Xúc cảm nào hướng tâm thức ta đến một cái trạng thái tìm cầu cái đẹp hoàn mỹ? Xúc cảm nào dắt dẫn tâm thức ta mang đến một cái lòng yêu thương rộng mở với người vô vụ lợi vì người và mang cái chất liệu giúp đỡ đến với người làm cho người thành đạt rất là nhiều lĩnh vực từ vật chất cho tới tình cảm cho tới tâm linh tức là những thăng hoa đời sống tâm thức xúc cảm ấy nó có cái chất chân thiện mỹ vương lên thì ta gọi đây là những mê lầm nhân gian nhưng mê lầm này nó bắt cầu để chúng ta đi vào con đường tu tập thế là bước vào con đường tu tập Thưa các vị, nó có những điều gọi là những dịp cầu và các vị phải đi ngang nghe. Mình giải quyết xong cái phần trên rồi nghe, bây giờ đi tới cái phần này. Nói cho nhau nghe những cái điều quanh quanh, cho vui cái đã. Cái mê lầm trên con đường tu tập này nó có nhiều chặng đường mà ta phải vượt qua thế nào là nhiều chặng đường phải vượt qua điều thứ nhất có thể đầu tiên mình đến với công trình tu tập từ những xúc cảm có những loại niềm tin nó sinh ra từ xúc cảm nghe mình chưa biết phật pháp là gì chưa đi vô giáo lý để học hỏi điều gì cả chưa phân biệt được là giáo lý đạo phật dạy là có cái chân thường giữa sinh hoạt đời thường có cái bất sinh bất diệt ngay đây này sinh diệt cái chuyện đó còn xa lắm do vậy đầu tiên đến cái công trình tu là do vì bước chân tới chùa thấy ôi sao chùa thanh tịnh quá đây là một loại xúc cảm thế rồi gặp mặt quý thầy quý cô là tuyệt vời hơn nữa thấy sao quý thầy quý cô hiền lành dễ thương vậy quý sư cô như những bà tiên quý thầy như những vị thiên thần vô cùng là trong sáng vô cùng đẹp đẽ để tiếp xúc nghe ngôn ngữ họ nói năng rất lịch sự và ngồi uống cốc trà của họ thấy họ cư xử rất là lịch sự rất là lịch lãm và cái năng lượng bao quanh đời sống người tu sao mà nó lành như vậy nó thiện như vậy nó trong sáng như vậy nó thiên thần như vậy tự nhiên là mình lòng tràn đầy cái niềm kính trọng lòng tràn đầy sự hướng thượng đi về cho nên xúc cảm đầu tiên đến với đạo thưa các vị nó ở cái tầng bình thường đó là một trạng thái xúc cảm hướng thiện thôi thế nhưng nếu cái rủi ro nó xảy ra đó là cũng con người đó cũng bị thầy đó cũng sư cô đó ngày đầu tiên ta đến ta thấy vô cùng là hỷ lạc và ngưỡng mộ vô cùng nhưng một hôm tình cờ ta đến ta thấy sao thấy ghét <laughs> cái đó là tại chuyện gì xảy ra vậy tại vì cái lúc trạng thái tâm của ta nó có được một cái nhịp tương giao nhất định với cảnh trí đó với con người đó với vị thầy vị sư cô đó cho nên nó cảm nghiệm được cái sự thánh thiện sự tông sáng thế nhưng mà rồi tâm thức ta nó đâu phải như vậy một phút tình cờ nào đó mình đón nhận được một trạng thái tâm nó đến với mình cho nên mình tương giao với người khác mình tiếp xúc được thế rồi trạng thái tâm của ta hôm nay nó nhiều phiền muộn bất an nó căm ghét đời căm ghét người do thất tình do thất tiền do thất 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 đủ thứ cho nên rồi mang một cái nỗi niềm đầy u ám đầy quán giận đầy căm ghét đến chùa chuyện gì xảy ra người ta cũng có người đó cũng câu chuyện đó cũng lịch thiệp như vậy cũng dễ thương như vậy nhưng mà mình cảm thấy chán vào không ưa nổi từ điều này ta có cái chiêm nghiệm rằng thưa các vị mê lầm trong bước đường tu tập đầu tiên đó là ta đừng nhận làm rằng những cảm xúc là con đường mộ đạo chân chính nghe. Có thể cảm xúc đầu tiên dắt dẫn anh đến cái con đường tu. Thế nhưng mà anh phải làm nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa. Nếu thông minh làm nhiều hơn là chị. Thưa các vị học hỏi chánh pháp trao dồi năng lực trí tuệ và cái tầm hiểu biết càng ngày càng dâng lên thì thưa các vị cái đối tượng để chúng ta gá đời sống mình vào để làm cho cảm xúc mình thăng hoa ban đầu đó dần dần nó rời xa ta rồi bây giờ ta mới làm được việc tự nhiên đó là đem đạo lý của Phật dạy vun bồi, nuôi dưỡng, quân tập trong đời sống thân tâm ta lúc bây giờ thì thưa các vị cái đối tượng này chùa viện này thầy này cô Chuyện xảy ra của họ Ta không mang đâu Ta đem được đạo tràng về nơi trái tim ta Tại vì khi các vị ứng dụng công phu tu tập và tự tâm rồi Thì thưa đại chúng rằng là Tất cả nhân viên bên ngoài không còn lai động được bồ đề tâm của các vị Không có vì cái chuyện ông thầy đó ăn thịt chó Mà mình chán đạo, mình phê bình cả một ruột các thầy cô nghe không có chuyện là ông nọ bà kia lừa gạt tiền thiên hạ bán chùa bán chuyện rồi ta ngao ngán ta bảo không dòng chảy chánh pháp cho tới hôm nay thưa các vị vẫn còn hiện hữu có thể là vì cái thế giới tăng lữ hoặc thế giới của những người tu xuất gia hoặc tại gia họ không có khả năng nắm giữ được chánh pháp của như lai tu tập cho nên cái chuyện đó hãy để họ qua một bên nhưng mà ta nương vào pháp để hành trì, nương vào pháp để tu tập, nương vào pháp để gột rửa tâm. và khi các vị làm được điều này, tâm các vị tràn đầy chánh pháp rồi thưa đại chúng rằng là cái chuyện bên ngoài của già lam hương thịnh, chuyện bên ngoài cái đời sống tăng già, không còn là vấn đề đối với các vị. tự nhiên tâm thức chúng ta đạt đến cái chiều cao không còn là đến với đạo bằng xúc cảm mà đến với đạo bằng trí tuệ nghe. trí tuệ này trí tuệ gì vậy thưa các vị không phải trí tuệ do học thuật nhan nhan lọc lừa không phải là đầy ấp như dữ kiện nơi tâm thức ta cắt chứa trí tuệ này nó có một phần thực nghiệm nó có một phần của công vô tu và trí tuệ này nó cũng có một cái nền của phước điền á nếu tâm không rộng lòng không bao dung tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xã không có mặt nơi tâm thức của chúng ta thì thưa các vị cái năng lực trí tuệ này nó không được tài bồi tức là nó không được nuôi dưỡng để trưởng thành về thiện pháp do vậy cho nên cái sự xét nét phê bình phán xét của ta nó rất là nặng nề cho nên trí tuệ nó chia hai phần một trí tuệ rất là nhân gian một trí tuệ thấm nhừng giáo lý và công phu tu tập và thấm nhuận giáo lý công phu tu tập rồi bản chất của trí tuệ này nó có từ bi có hỷ xả và hai yếu tố này nó hợp lại nó làm thành một loại năng lực trí tuệ chỉ dắt dẫn ta đi về con đường càng ngày càng đạt đến chiều sâu của sự liễu ngộ tâm thấu đạt chánh pháp và niềm tin với chánh pháp càng ngày càng vững chắc trên con đường tu tập thôi đây là bước thứ hai đến với công trình tu có thể mê lầm cũng có thể từ cái mê lầm ban đầu đó là từ xúc cảm trần thế mình đi vô để nuôi dưỡng trí tuệ thì dần dần mình bước vào cái chiều kích rất thâm sâu của con đường tu tập đây là hai bước bước thứ ba nếu năng lực trí tuệ ta phát triển trên con đường tu tập mà nó dừng lại thưa các vị nó chỉ ở trên những mức độ luận lý mức độ nhận thức mức độ phê bình mức độ đối chiếu trong cái từ của cái ngành học thế gian nó có một bộ môn gọi là tôn giáo tỷ giáo giờ mình lang thang chút nữa nghe tôn giáo cái phần này thưa các vị những cái đại học của mỹ này nó hay lắm có những ta giáo sư nó dạy về kinh hoa nghiêm dạy về kinh bắc nhã nó dạy về thống triết học Phật giáo của Nhật Bản, Trung Hoa, Ấn Độ và những học giả ấy họ rất giỏi về bộ môn bộ môn này họ đối chiếu họ so sánh họ phân biệt họ phân tích hoàn cảnh như vậy cho nên sinh ra cái dòng tư tưởng như vậy sinh ra một tông phái như vậy cái điều này trần thế là làm rất hay nha họ khảo sát trên mặt bằng lịch sử phát triển của một nền văn minh họ bảo rằng cái dòng tư duy mát lê nó sinh ra trong điều kiện ấy của đất nước nga hoàng vào thời đó tôn giáo vào thời đó tâm thức chúng sinh vào thời đó cái cuộc diệt chủng do thái nó sinh ra một anh chàng hitler làm thành tội đồ nhân loại là do vì trong hoàn cảnh ấy cộng đồng cư dân người đức lâm vô tình trạng kinh tế như vậy tư duy căm thù người ngoại quốc như vậy cho nên một tiếng hiệu triệu Hitler nó mới làm thành một cái công cuộc quỷ diệt người do Thái đi 6 triệu người. Mọi việc xảy ra trên mặt đại địa này thưa các vị, nó đều có nguyên nhân của nó cả, nó đều có khả năng để cho người viết sử, người đọc sách, người tư duy phê bình phán xét cho nên cái bộ môn này người ta gọi là tỷ giáo tức là đối chiếu so sánh phân biệt và phán xét từ điều linh tinh này mình mới trở lại thưa các vị nếu năng lực trí tuệ chúng ta nó chỉ phát triển về cái chiều hướng thế gian nó không có cái nền tảng học thuật thì nhiều lắm chúng ta chỉ học được một cái bộ môn của tôn giáo tỷ giáo như nhân thế học bài đặt thôi đó như đạo phật học để phê bình để phán xét để thăm dò để làm chi để trở thành một nhà hí luận, một nhà viết lách giỏi vậy thôi. không lợi ích gì cho chính ta. bản thân của người học phật như vậy thưa các vị chắc chắn một điều rằng là, là hắn không thể làm thành một người dễ thương đối với gia đình, đối với vợ, đối với con đừng nói chi là cái chuyện gì xa xôi cả. nếu học phật cái kiểu này thưa các vị dường như là tốn cơm của ít ngay. trường hợp của người xuất gia chúng ta thì nó không lâm bố tình trạng đó là tốn cơm vô ích do vì mình hí luận nhưng mà nó lại dừng ở một mức độ nhất định không thể phát triển được cái nhìn để có thể thấu đạt được đạo lý bầu nhiệm của như lai thực ra giáo lý của ngài không phải thiết lập cái nền tảng để cho xã hội này ổn định để cứu vãn phong tục tập quá của một dân tộc đang bị suy đồi không hề là mọi cái việc ban tặng cho chúng ta để chúng ta có ít xúc cảm vui và an lạc trong cuộc đời mà giáo lý đạo Phật tổ cùng tặng cho chúng ta một món quà đó là vượt ngang qua cái tầng xúc cảm vượt ngang qua cái tầng chấp trước ta là những ý suy đạt đến cái thấy là ta đích thực là vầng trăng lên bầu trời cao nghe đích thực là thể bất động như nhiên đích thực là trạng thái như lai hiện tiền đích thực là thể niết bàn đã có mặt nơi thân tâm phạm vô này do vậy cho nên nếu mình mắc kẹt trong trí tuệ trở thành một nhà phật học thì thưa các vị đây là điều vũng về và đa phần thì chúng ta chỉ có thể phát triển được năng lực trí tuệ học phật pháp để làm một việc là tạo dựng một loại sinh hoạt đạo đức giữa đời thường hướng dẫn tu tập của hướng dẫn về đạo đức giữa đời thường hướng dẫn người ta làm lành ăn chay hướng dẫn người ta tạo nghiệp lành để sinh về cảnh giới nọ cảnh giới kia trong khi phải vượt ngang qua những tầng như thế này cho nên chúng ta dùng cái từ là trong tu tập nó cũng có những tầng mê lầm nghe từ mê lầm cạn cho tới mê lầm về trí tuệ cho tới mê lầm về con đường chứng nghiệm tâm linh cũng mê lầm luôn mắc kẹt vào những cái điều vướng vào những lý giải của các vị đạo sư dắt dẫn ta không đạt đến tận đầu nguồn của con đường tâm chứng về thể pháp thân ngay nơi tự nội đây là sự mê lầm cuối cùng do vậy chúng ta khai triển vấn đề đó là từ mê lầm này đến mê lầm khác có hàm nghĩa rằng mê lầm nhân thế đi đến mê lầm trong đường tu tập cho đến đi đến cái công phu tu tập có chừng cũng gá vào những cái tầng chứng nghiệm tâm linh nghĩ rằng đã thành đạt nhưng mà vẫn chưa nghe đạt đến tứ thiền bất định vẫn còn bị mê lầm đối với con mắt đại thừa đối với con mắt của nhà thiền thưa các vị nếu còn một quãng mây còn một tầng sở chứng còn một chút biểu đạt về chứng ngộ tâm linh thì vẫn còn mắc kẹt chưa đạt đến quãng trời rộng không mây đây là ba điều chúng ta nói về mây tan thì trời rộng Thế là kiếm thêm chuyện nữa Thấy gần hết giờ rồi đây <laughs> Thế là vấn đề thứ hai Chúng ta ghi ra đây Nó tương ưng với bốn câu thơ này Hai câu đầu Mây tan từ trời lộng Khéo thì thể nghiệm được trăng trên bầu trời Đang treo vành vạnh Khéo thì thể nghiệm rằng là đương thể của sự sinh diệt hình hài nó có pháp thân bất diệt thế nhưng mà do vì mình quá ư là ngu ngơ cho nên rất là tội nghiệp chàng Ngưu nghe Ngưu lan là anh chàng giữ trâu chức nữ là cô nàng dẫn lụa hai người ở thiên giới một người thì trong chừng trâu cho thượng đế Người thứ hai là dệt cưỡi cho bà Vương Phi của Thượng Đế, tức là Hoàng Hậu. Hai anh chị này thương nhau. Thế rồi anh chàng giữ trâu thì cứ mãi mê ngắm cô nàng chức nữ. Chị chức nữ nhà ta thì nghe tiếng tiêu của chàng ngưu thổi cho nên ngẩn ngơ, buông khung cưỡi cứ lắng nghe những nhạc sầu tuổi đó. Do vậy cho nên trễ việc của thiên đình. Thượng Đế phạt cho. Hai đứa mỹ không tròn bổn phận cho nên ta cách biệt người ở đầu sông kẻ cuối sông và dòng sông ngân hà sáng vần vặt vắt ngang giữa trời nữa là dòng sông cách riêng ngư lan và chức nữ nghe gọi là tình ngăn cách của ngư lan chức nữ và cái điều này nó quá đẹp tại vì nó làm thành cái chi làm thành nổ thiên trường ca một loại tình cảm bi kịch cho nhân thế chúng ta bắt chước mà dường như trần gian này tức cười lắm nghe Cái tình cảm nào trọn vẹn Thì thưa các vị tình cảm nó không đẹp Cái sự tắc trở đời sống Duyên phận nó Đông đưa làm cho kẻ tay người đông Hoặc là nó làm thành sự cách biệt như dòng sông ngăn, Thì thưa các vị tình cảm nó được gọi là tình cảm đẹp Đọc vào cảm thấy vô cùng lý thú Ai cũng có thể rơi nước mắt được Nhưng mà thương nhau Nồng nàng cưới được nhau sinh con thì hết việc <laughs> và, hồi dẫn có những câu thơ là tình chỉ đẹp khi còn gian dở đó em cứ hẹn như em đừng đến nhé <laughs> và thưa các vị nó là vậy nghe và cái tội nghiệp của chàng ngưu là chứ khi có cơ hội nhịp cầu sông ngân bắt ngang qua vào rằm tháng bảy do vì những lũ quả nó kết bày lại để cho chàng và nàng gặp nhau giữa nhịp sông ngân đây là câu chuyện khá ly thú trong các văn học của Trung Hoa. Và thưa các vị, một năm họ chỉ gặp nhau trong một ngày, mùng 7 tháng 7 thôi. Và nước mắt, Gưu Lan và chức nữ này khóc râm ri cho đến đổi làm thành mưa ngâu của tháng 7. Mưa sụt sùi cả tháng 7. Cho nên ta gọi tháng 7 là tháng mưa ngâu. Những hạt mưa như nước mắt của chàng chàng Gưu Lan và nàng chức nữ. Và thơ cổ thì nó có một câu hay lắm. Quân tại tương nhân đầu Thiếp tại tương nhân dĩ Bài thơ này Kỳ thực nó không có gì đạo lý trong đây cả Thơ tình thôi <laughs> Cái nỗi thiết tha ngậm ngùi Của một người con gái ở cuối sông Và một chàng con trai ở đầu sông Chàng ngưu thể đầu sông tương và chiếc nữ thì ở cuối sông tương họ cùng uống nước trên một dòng sông thế nhưng mà không bao giờ thấy nhau nhìn mỏi mắt mà không thấy nhau chàng ở đầu sông tương thiếp ở cuối sông tương nhớ nhau mà chẳng thấy cùng uống nước sông tương và sông tương nghĩa là sông căn hàng nhé câu chuyện lý thú này và những bài thơ khá tình tứ này nó nhắc dẫn chúng ta đi vô cái con đường có thể ngang đây có thể ngay nơi đây chúng ta giải thích nó theo cái nhìn của chúng ta chàng ngưu không ai xa lạ mà là những người của chúng ta gọi là chàng ngưu nghe mơ ước nàng chất nữ không phải là cái người con gái dệt cưỡi năm xưa không phải nàng chất nữ là ai là ánh trăng vằn vặt trong lòng của các vị là trạng thái mà các vị bắt gặp được thì các vị đoạn được sầu tuổi bất an ưu tư phiền muộn cái trạng thái tâm mà các vị nắm được thì các vị đốt sạch phiền não phá hết ma lực trong tâm thức của các vị các vị an thân lập mạng ngay nơi trạng thái tâm này thì các vị liền thành đạt được an lạc và hạnh phúc và niết bàn cho nên chức nữ nếu chúng ta diễn dịch theo cái cách nhìn của người có tu tập thì thưa các vị chức nữ không phải là người con gái dệt lụa năm xưa. Mà chức nữ đó là cái người con gái đang ở bên trong các vị đó là thể tâm bất động của các vị là tâm Phật vô sinh của các vị. Đây là nặng chức nữ trong các vị đây. Cách nhau vời vời. kẻ ở đầu xong người ở cuối sông. Tại sao vậy? cùng uống nước trên một dòng sông như mọi người đầu sông người cuối sông là vô vì cái sự cách ngăn không phải về thời gian không gian mà cách ngăn do cái lớp màng của buồn của vui của hận của giận. của chấp ngã của ái trước ta chưa hề vén được bầu trời để thấy mặt trăng đâu nghe ta chưa thấy mây và không gian thì mênh mông có mặt lúc nào mở mắt thì không gian hiển hiện nhưng mà anh không hề thấy không gian tức là không hề thấy quảng không mà anh chỉ thấy những cái có trước mặt anh thôi tìm chị hằng tìm hoài không thấy do vì chị hằng bây giờ không ai ở ngoài chị hằng là tự tâm của các vị thế cho nên thưa các vị bài thơ này đành rằng đàn nó dính chi đạo lý nhưng các vị quay ngưỡng nó về nhận diện ra rằng chàng ngưu không ai phải ai xa lạ mà chính là các vị còn chức nữ là cánh trăng vần vật đang có mặt bên trong của các vị mà các vị đang tìm cái tội nghiệp chúng ta là cái khoảng cách giữa ta và tâm ta nó chỉ trong một tóc tay vậy mà ta không nhận ra ta nghĩ rằng là người ở đầu sông và người ở cuối sông phải đợi tới ngày mùng 7 tháng 7 có nhịp cầu bắt ngang người ta mới gặp được chức nữ trong ta nhưng mà thưa các vị không phải vậy tróc tay các vị liền nhận ra chức nữ nơi các vị nghe đây là điều thứ nhất mình nói để thấy tội nghiệp chẳng ngưu không phải chàng ngưu của quá khứ trong truyện ký của tàu chàng ngưu đó là chính từng thân phận con người đây gọi là những chàng ngưu lang rất tội nghiệp chỉ thấy cái nhịp cầu ô thước mỏi mòn trong hàng nga mà quên rằng hàng nga đang dạo trên chiếc thuyền của mặt trăng và du ý trong ngũ hồ ngũ hồ bốn biển nơi nào cũng có hàng nga cả không có một vũng nước nào trên trần gian này không có mặt hàng nga không một dòng sông nào không có mặt hàng nga không có một con người nào nhìn xuống vũng nước nhìn xuống dòng sông nhìn ngoài biển khơi nhìn lên trời không thấy hàng nga chỉ có tội nghiệp anh chàng ngưu không nhìn mà chỉ trong đời những con quả đen đây là cái tội nghiệp chàng ngưu mình có giống nhau giống luôn <laughs> hàng nga thì luôn có mặt chức nữ thì đang có mặt nơi đây Thế nhưng mà ta chỉ thấy Này là buồn, này là vui Ta chính là buồn vui, chính là hờn giận Chính là lo âu phiền muộn Thế cho nên các vị chỉ thấy con quả đen là Nó là vậy nha Cho nên bài thơ của thiền sư Nhiều hàm ý Nếu chúng ta hiểu điều này chúng ta thấy Tội nghiệp chẳng ngưu Tội nghiệp chẳng ngưu là tội nghiệp ái Tội nghiệp cho cái thân phận của chúng ta <laughs> Rất tội nghiệp Trăng thì sẵn đó chức nữ thì trong ta hằng nga hiện nên khung không gian vằn vặt đó thế nhưng mà ta đâu có buồn thấy đâu ta chỉ tìm con quả đen ra nhìn thôi cái tội nghiệp chúng ta là như vậy thế nào là tiệm quả đen đây là buồn không phải buồn của tôi mà tôi là nỗi buồn tôi là sự bất an tôi là sự trầm cảm tôi là sự tuyệt vọng tôi là nỗi lo âu tôi là vân vân thưa các vị cái gì có hình thức ô uế thì ta đều đồng nhất ta vào đó mạnh hơn cái gì lợn cận những nghĩ suy thì ta thấy ta là nó do vậy cho nên đạt được cái thấy tột cùng á thưa các vị chỉ cần các vị khéo nhận ra quảng không để tâm thức các vị trạng thái tâm đang chiếu sáng hiện tiền thì các vị nhận ra hằng nga đang có mặt lừng lững trong hư không hằng nga đang dạo ngũ hồ hàng nga có mặt trong từng vũng nước thậm chí một ly nước uống đưa ngoài trời hàng nga cũng có mặt một có không vậy có chứ người ta vũng về không nhận ra đó thôi cho nên tội nghiệp chàng ngư là như vậy có những chuyện tội nghiệp thứ nhất là chuyện chúng ta trong trần thế chuyển thứ hai là chuyển con đường thưa đại chúng trong trần thế lao đao này thì chúng ta là những anh chàng ngu lan rất tội nghiệp mỗi mòn trong hàng nga nhưng mà quên mất rằng là hàng nga đang dạo chơi ngũ hộ chỉ nhìn chăm chăm vào cầu ô thước bên kia những con quả đen không có gì lý thú cả nhưng, mà cứ một lòng nhìn về đó để đợi hàng nga đây là cái tội nghiệp của chúng ta nghe và quy kết nó lại trong đời sống bình thường chúng ta cứ trông chờ hạnh phúc đến với ta niềm vui đến với ta trong chờ đời sống này ban cho ta món quà tặng là sự bình an nhưng mà các vị hình dung rằng đời sống này không bao giờ bình an nhé đâu có đời sống nào mà cả một cuộc đời đều đi trên thảm đỏ không dù hoàng đế cũng vậy huống nữa là ta là dân giả bình thường dù cho các vị có đủ điều kiện vinh sang có giàu có như thế nào tôi không biết nhưng mà thưa các vị những bất trắc nó không phải bên ngoài nó đang ở bên trong các vị bất trắc của sức khỏe các vị nó có quyền làm ra mọi thứ đang thấy khỏe mạnh bình thường nhưng mà chỉ cần ngoan mở đi du hành trong mạch máu các vị thì các vị bị ngãn mạch máu bị tai biến mạch máu liền đây là bất trắc của hình hài bất trắc của buồn vui thì còn nhiều hơn nữa còn nhanh hơn nữa còn bất chừng hơn nữa đang vui có chắc ta vui tới chiều không không người ta nói một câu là ta đã có thể buồn thiểu buồn thiêu cho tới một ngày rồi Người ta chỉ cần nhắn một câu trong điện thoại Bây giờ cái điện thoại dường như nó trở thành một loại thông dụng nhất trên thằng giá nha Các vị có biết rằng là bây giờ cái thế giới trẻ nó không buồn email nữa Hồi xưa ông tưởng email là ghê gớm lắm à. Nó nhanh đến đổi là gõ lọc cọc mấy chữ là bên Việt Nam nhận ra Thế nhưng bây giờ thế giới trẻ nó không cần đâu Nắng tin trong điện thoại thôi Thậm chí là những dòng chữ trong điện thoại người ta nhắn tới nhắn luôn rất dài nó chụp hình cái cục nó gửi qua là toàn bộ nội dung của những điều nó đã từng trò chuyện với ai đó liền hiển hiện cho người kia trong một tích tắc vậy nhãi như vậy do vậy thưa các vị dường như là cái việc buồn vui ta nó rất là mong manh nghe thoáng buồn thoáng vui thoáng sầu khổ thoáng bất an cho nên cái chuyện trần thế mà ta cứ đồng nhất mình vào những buồn vui Ta cứ trông chờ những hạnh phúc đến với ta, dường như điều này không thể. Điều này là một chuyện đầu tư lỗ vốn, cho không chắc gì có lời đâu nghe. Chưa chắc gì thu được vốn, đừng nói có lời. Đây là cái chuyện chúng ta trong trần thế. Mình cải cục một đời, lo một đời, hy sinh một đời cho này con, này cháu. Và tất cả những người thương yêu Mà mình thương yêu mình lo lắng đó thưa các vị Cuối cùng rồi cái gì đến với ta Nhiều nỗi niềm bất hạnh đến với ta Trong cái chuyện đầu tư cả đời sống mình Cho những người mình thương nha Điều này thưa các vị Nhan nhãn trong tất cả thông tin Có nhiều người trên đất nước Hoa Kỳ này tội nghiệp lắm Các vị biết rằng là Khi cỏm không dám ăn Để dành một tiền làm chi để dành tiền để cho con nó về nó tiêu xài trong ngày thứ bảy và chủ nhật và nó về nó mang cháu mang dâu mang mang rễ về nó ăn rồi nó vun vội một đống đó tới chuyện nó đi thưa các vị bà nội bà ngoại nó săn táo lên rửa chén cũng đủ chết vừa đấm lưng cái lưng già nó đau nó vừa thổn thức rồi. tại vì nó đi nó bỏ hết cả nhà còn trống quơ nhưng mà phải chịu cực như vậy từng ngày chủ nhật để làm gì để kiếm một chút niềm vui của trần thế do vậy cho nên thưa các vị trong trần thế đời sống tràn ngưu rất nhiều bất trắc mà chúng ta nào hề thấy được điều này nhé ta nghĩ rằng ta đầu tư tình cảm của ta thương yêu của ta của tiền của ta cho những mối ân tình ta đã gây ta mong rằng là những món quà đó nó hồi báo lại cho ta hoàn tác lại cho ta chút niềm vui nhưng mà niềm vui là thứ mong manh nhất Hạnh phúc là thứ cạn cợt nhất và bội bạc nhất giữa tầng đời này. Một câu nói đã lấy mất đi niềm vui. Một cái nhìn đã làm cho ta nổi cơn thịnh nộ rồi. Cho nên thưa các vị, cái buồn, cái vui giữa tầng đời này vốn rất mong manh. Cho nên cái chuyện trần thế này nếu ta đầu tư vào nó, ta không có nghiệm ra thân phận chàng ngưu rất tội nghiệp thì có khi một đời ta chỉ làm một việc rất là chi như cái anh chàng tội nghiệp kia nhìn từng cái quả đen mơ ước nàng chức nữ đi qua cầu nghe cuối cùng không được chi cả thế là cái con đường thứ hai là con đường ta về cổ nguồn này cũng như vậy mình lây quay một đời chán cần thế khổ đau chán cái chuyện buồn vui sinh diệt mất còn nó mong manh chống vánh nó còn mỏng manh hơn cánh chuồng chuồng đậu vào bay nữa Thế là đến cái công trình tu. Để tìm về cội nguồn, thưa các vị, có khi mình không đủ duyên mang, mình lại lặng hợp trong cái chuyện. Có khi đời tu mình lặng hợp trong cái chuyện kiếm lợi, kiếm danh. Đây là cả nhất. Lặng hợp trong cái chuyện là đầu tư đời mình, trong cái chuyện là thương yêu. Và ít nhiều, thưa các vị, nó cũng vướng vào cái chuyện ái nhiễm nhất định trong cái thế giới của sự tu tập. thường thường mình để ý mấy thầy tu không có gia đình rồi bỏ mẹ cha đi tu thế nhưng mà rồi đâu phải vì lý do như vậy rồi có thể đoạn hết những cái ưu tư phiền muộn bất an những lo âu sầu thảm đâu nó cũng có những cái điều nhất định phát sinh trong đời sống người tu đây là trường hợp không hiểu đạo nhé nếu hiểu được đạo rồi thưa các vị tất cả mọi nhân duyên từ chùa viện từ tình cảm đồng môn, từ tình cảm thầy trò, từ tình cảm đệ tử thưa các vị đều là những nhân duyên tốt lành để nuôi dưỡng bồ đề tâm và thành đạt được sự nghiệp giác ngọt. Những điều này nó rất mênh mông, cho nên mình chỉ gợi ý ra tới đây thôi nha. Đã thấy gần tới giờ rồi. Phải <laughs> làm ăn cho mau, mình kết luận nhé. Tóm lại, con đường về lại cội nguồn thưa các vị, điều thứ nhất nó rất dài. Điều thứ hai cũng rất gần Rất xa và rất dài là chị, Thưa các vị Không thể nghiệm được đạo Không thấy được ngay nơi sinh diệt Cái trạng thái tâm bất sinh diệt Thì các vị cứ tu trên tâm sinh diệt Thì đường này rất dài Nuôi dưỡng cảm xúc Nuôi dưỡng sự yêu thương Nuôi dưỡng phước lành Nuôi dưỡng nghiệp lành Để sinh đi sinh về Đường dài Thế rồi các vị Nghiệm ra đường đạo các vị thấy ngay nơi cái có là cái không Ngay bây giờ ngay nơi đây Hằng Nga luôn có mặt bên trong các vị Chức nữ đang có bên trong các vị Từng hơi thở từng cái nhìn Từng tiếng thì thào bên ngoài đều kích động thân tâm ta Để ta có thể quay về an trú ngay nơi cái con người đang quan sát Thì gọi rằng rất gần nhé Con đường có thể nghìn trùng xa cách Nhưng con đường có thể trong một tróc ta vậy rồi điều này vô cùng dễ hiểu. Đang chìm ngập trong buồn vui. Đang chìm ngập trong bất hạnh và khổ đau. Thế rồi thế rồi các vị trần nghĩ ra rằng là Ôi nghe thầy Phước Tịnh bảo rằng là Buồn vui, lo âu, sầu thảm có phải là anh đâu. Nó là những xúc cảm, nó là những suy tư, nó là những cái giả vờ. Nó vốn là những thứ tiện dụng trong cuộc đời để làm thành sự sinh tồn trong cuộc sống thôi anh nhiều hơn cái đó anh thâm sâu hơn những điều đó mà anh là người là năng lực tâm trong sáng diệm màu tỉnh tại vô sinh quan sát được này buồn này vui này lo âu này phiền muộn này suy nghĩ vẫn vơ tất cả những đối tượng bị quan sát không phải là anh anh đích thực là năng lực tâm là ánh trăng sáng phần vặt chiếu sáng từng ý niệm Năng sinh năng diệt chiếu sáng từng Xúc cảm buồn vui Nghiệm ra điều này thưa các vị Thì con đường tóc tai về là đến nguồn xưa đó Rất xa Và cũng rất gần là như vậy nghe Cho nên thưa các vị Chàng Ngưu Lan rất tội nghiệp Khi chàng ngập lặng trong trần thế Chàng lấy của cải làm mình Lấy hình hài sắc quẩn này, này làm mình Và coi mình là những buồn vui Thấy mình là những nghĩ suy Thế nhưng chàng ngưu lan này nghiệm ra được đạo lý, thấy được rằng những thứ ấy chỉ là thứ tiện dụng. Những thứ ấy để sinh tồn trong một đời sống của chủ nhân gian đến đi biển biệt này. Chàng ngưu lan nghiệm ra được ngay nơi hình hài sinh diệt này có cái tâm bất sinh diệt là cái thể bất động như lai. Là thể niết bàn, là tâm chân thật. Thế thì trong một tróc tay này liền về đến cội nguồn hai điều thôi. cuối cùng có một kết luận ra đây chứ để nghĩ chứ <laughs> hạnh phúc nhất là kết luận rồi nghĩ kiếm chuyện đủ nhiều rồi có hai điều gợi ý ra đây nha thứ nhất pháp chân thật thứ hai pháp phương tiện thứ ba nếu anh may mắn thưa các vị pháp chân thật những vị thiền sư họ nói câu vô cùng là đơn giản như và thiền sư đại hằng của đại hằng và nói rằng là không có dòng sông để vượt qua Không có phiền não nên đoạn trừ Không có sinh tử để anh Loại trừ nên chứng nghiệm Niết Bàn Tại vì người nghiệm ra được Ngay nơi thân tâm này Có tự thể tâm bất sinh diệt Thì liền tức khắc không có dòng sông nào Để vượt ngang qua cả Không có phiền não để, nào để đoạn trừ cả không được có ưu tư phiền muộn nào có quyền dính vào đời sống anh cả họ liền an trú ngay nơi tâm phật bất động hiển tiền liền tức khắc đoạn sạch phiền não khổ ưu cho nên nếu pháp chân thật thì không có dòng sông nào để vượt qua không có phiền não nào để đoạn trừ không có sinh tử nào để quỷ diệt và không có niết bàn nào, nào để chứng cả đây là pháp chân thật nhé thế là pháp phương tiện là pháp chi pháp phương tiện đó là pháp tiệm tu các vị phải đi vào và pháp phương tiện này thì cái não về nó xa vời vợi phải đoạn ác tu thiện và phải tu tập tất cả những thiện sự hai điều này thấy chừng như khác biệt nhưng mà thưa các vị nếu không có trái tim đam mê nóng hổi không có phước lành đủ đầy không có nhân duyên nghìn đời một lần tao ngộ thì đừng hồng ngộ được pháp chân thật chắc vậy luôn á các vị không miệt mài, các vị không tu tập, các vị không tạo phước, các vị không ngao ngán trần đời, các vị không trải nghiệm nhân gian, các vị không chán buồn giận ghét thương. Các vị không cảm thấy thân hình này, đời sống này rất quý, không thể bỏ nó vào vô thường để nó mất vào các buổi phụ du. Các vị trân quý đời sống mình đủ, các vị cảm thấy những mãn ân tình đành rằng ta hết lòng nhưng mà những thứ ấy dường như nó đều vô ích cả. Nó đều phù du, đều mong manh cả Không trải nghiệm những điều này Không đạt đến trình độ như vậy Thì không nếm được pháp chân thật Cho nên pháp phương tiện Đành rằng Nếu về Chân trời cậu nguồn xa xôi quá Nhưng mà nếu không có nhân duyên lành Không từng tu tập thì không nếm được những Vị pháp chân thật Điều thứ ba Nếu anh may mắn là sao Thưa các vị cuộc đời này nó kỳ cục lắm nghe mình tưởng mình đến lớp học này lâu việc tình cảm ư không cái này không phải mình khoe khoang hay không phải mình khích lệ chứ cả. nhân và thưa các vị có bao nhiêu người trong lớp học đâu thế thì trong lớp học này có bao nhiêu người có thể nghe được hiểu được những điều này đâu rồi trong những người hiểu đam mê học đó có bao nhiêu người có thể quyết lòng sống chết với cái việc liễu ngộ Thế rồi bao nhiêu người sống chết với việc liễu ngộ đó Bao nhiêu người đạt đến đầu nguồn Đạt đến nguồn cội Chứng nghiệm tâm linh thành đạt được Niết bàn thành đạt an lạc ngay hiện tiền Dường như càng lên cao càng hiếm Hiếm nha Không dễ là như vậy Cho nên nếu anh may mắn Nếu anh may mắn Từng cấp độ may mắn một Chưa chắc gì Thầy Phước Tịnh, Ông nói trăng nói cuội Nói cuồn cuộn như sóng cuồn Nhưng mà ông đã làm được cái gì Vẫn chưa Điều này tỏ tường nghe Thưa các vị Những vị thầy giáo làng Chưa bao giờ thi đậu trạng nguyên Học trò thi đậu trạng nguyên đó <laughs> Ông ở lớp ông dạy Và học trò Học với ông từng giữ AV Sau đó qua sông lên đường Đi về kinh đô ứng thí đậu trạng nguyên còn ông thầy già vẫn là người đưa đò qua sông mà thôi. Cho nên hãy nhớ, nếu may mắn đậu lại đời sống anh, anh hãy trân quý. Hạnh phúc nhất là được thỉnh chuông hồi hướng chia tay. Chúng <laughs> sinh vô biên thầy nguyện đồ thiền não vô tầng thế nguyên đòn pháp môn vô lượng thế nguyên học phật đạo vô thường thế nguyên